Le burger le plus gros et le plus grand de toute la planète. On va essayer de tout manger. Hôm nay cuối tuần thế nên là bọn mình quyết định làm một cái bánh burger và bọn mình sẽ cố gắng làm cho nó cao nhất có thể. So, hamburger, 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 hamburger. Đầu tiên thì bọn mình sẽ cần thịt bò tươi và nó đã được xay ra sẵn. Để cho một cái hamburger thêm ngon thì bọn mình sẽ gia vị sẵn vào cho thịt bò. Alors avant de passer au dressing du burger, il faut que tout soit prêt. Nous allons découper les tomates, oignons, salade ainsi que l'ail pour la viande. La préparation de la viande est simple. Il suffit d'incorporer l'ail dans la viande, assaisonner avec un peu de sel et poivre et finir avec des œufs, puis bien mélanger. Bọn mình sẽ cho hai quả trứng gà vào đây để khi mà chiên lên thì thịt nó sẽ không bị vỡ ra. Bây giờ mình sẽ cắt sẵn cà chua, hành tím và salad để kẹp cùng vào với thịt. Mình cắt khá là nhiều bởi vì bọn mình sẽ làm một cái chiếc hamburger siêu cao. Còn đây là khoai tây chiên mình mua sẵn từ siêu thị. Mình sẽ không dùng dầu để chiên lên mà mình sẽ bỏ vào lò nướng cho nó bớt dầu mỡ. Après avoir doré la viande des deux côtés, posez le fromage et laissez légèrement fondre, environ une minute. Et maintenant le dressage. Nous le faisons de cette manière, ketchup mayo sur les deux côtés du pain, puis tomate, salade, oignon et pour finir la viande, etc.
Thế là bọn mình đã hoàn thành xong một chiếc bánh hamburger siêu cao. Bọn mình mất tầm khoảng 20 phút để làm nó thôi, thế nên là hamburger rất là dễ làm.